Sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì lễ đón trọng thể và hội đàm với Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long, đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 8. Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng Thủ tướng Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước ngày càng bền chặt, phát triển lên một tầm cao mới, mạnh mẽ, sâu rộng, toàn diện, bền vững hơn nữa. Thủ tướng Lý Hiển Long cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Việt Nam, đánh giá cao những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được trong phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch, nhấn mạnh Việt Nam là đối tác chiến lược quan trọng của Singapore ở khu vực. Hai nhà lãnh đạo vui mừng nhận thấy quan hệ hai nước phát triển nhanh chóng, chưa bao giờ tốt đẹp như hiện nay. Các thỏa thuận hợp tác, trong đó có các kết quả đạt được trong chuyến thăm Singapore của Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 2 vừa qua, được triển khai tích cực. 8 tháng đầu năm nay, Singapore là nước đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam với tổng vốn đăng ký mới hơn 3,6 tỷ đô la Mỹ. Thời gian tới, hai thủ tướng nhất trí tăng cường các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả quan hệ đối tác kinh tế xanh, kinh tế số. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Singapore tăng cường nhập khẩu các mặt hàng thế mạnh của Việt Nam, phát triển và chuyển đổi các khu V-Ship truyền thống sang khu công nghiệp thông minh, xanh, phát thải carbon thấp, tiến tới phát triển hệ sinh thái công nghiệp đô thị, mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam. Hai thủ tướng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tài chính, ngân hàng, giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch, chuyển đổi số, chuyển đổi năng lượng, đổi mới sáng tạo và xây dựng trung tâm dữ liệu quốc gia.